Chủ tịch câu lạc bộ FK Sarajevo tại Bosnia và Herzegovina, ông Nguyễn Hoài Nam cho biết đội U21 Sarajevo sẽ tham dự giải U21 quốc tế báo thanh niên. Giải U21 quốc tế báo thanh niên lần thứ 13 năm 2019 diễn ra từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 tới đây. Đây cũng là lần đầu tiên một đội bóng đến từ châu Âu tham dự giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Hứa hẹn chất lượng, sức hấp dẫn và tính cạnh tranh sẽ tăng lên đáng kể. Hơn 10 năm trước, ông Nguyễn Hoài Nam từng đầu tư vào đội bóng Peraya Đồng Nai. Tuy nhiên, ông đã rút lui không tiếp tục tài trợ cho đội bóng này vì nhiều lý do khác nhau. Ông Nam là một người rất có tâm huyết bóng đá Việt Nam. Ông từng ứng cử vào vị trí phó chủ tịch phụ trách tài chính tài trợ cho VFF nhưng không thành công. Ông cũng là người được bầu đất tiến cử đảm nhiệm vai trò này sau khi ông Cấn Văn Nghĩa từ chức. Chia sẻ với báo Thanh Niên về giải U21 lần này, ông Nguyễn Hoài Nam nói rằng: "Tôi rất ấn tượng từ lâu vì giải này rất hay và hết sức xanh, sạch và đẹp. Do vậy, tôi muốn góp phần phát triển chất lượng giải đấu bằng việc đưa đội bóng U21 FK Sarajevo sang thi đấu trong năm nay và nếu được thì cả giải đấu U19 quốc tế sang năm." Đội U21 Sarajevo được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Zenan Uskulovic, nhà cầm quân 43 tuổi. Họ đứng thứ tư trong tổng số 14 đội bóng U21 Bosnia and Herzegovina ở mùa giải vừa qua. Trong đội hình đội bóng này có 4 cầu thủ đang khoác áo chủ lực U21 quốc gia thi đấu tại vòng loại U21 châu Âu 2021. Đội bóng này nằm cùng bảng với Đức, Bỉ và xứ Wales. Họ cũng giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên trước Moldova với tỷ số 4-0.